Xin chào các bạn, xin chào các bác xem video của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác, xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm tiếp theo của chúng tôi, đó chính là cát sâm. Cát sâm thì có rất nhiều cái tên gọi khác nhau, nhưng mà trong ở ngoài miền Bắc thì thường gọi là cát sâm, còn ở miền Nam thì gọi là tài lạch. Nghe thì nó cũng hơi khác với từ miền Bắc một chút. Ngoài ra thì cát sâm còn có một số các cái tên gọi khác như là sâm Nam, sâm chuột, ngưu đại lực, sơn liên ngẫu, đại lực thượng, và thường được giải thích là cát là sắn. Vị thuốc thì giống như củ sắn, lại có cái tác dụng là bổ, nên gọi là cát sâm. Thì các bạn nhìn phía ngoài cái củ cát sâm này thì đúng là nó cũng rất giống như một củ sắn dây. Các bạn nào đã từng xem củ sắn dây thì đã biết bên trong mà khi bổ ra thì nó cũng rất là màu trắng, ngửi thì có cái mùi thơm giống như mùi sắn dây. Khi cho và khi mà ăn cái củ này thì chúng ta chỉ cần gọt cái vỏ ngoài như thế này và các bạn để cả ăn được. Ăn cái này thì nó có cái vị mát, cái tính nó rất là mát, vị nó ngọt, ngâm rượu cũng thế thôi. Mà các bạn có thể dùng khi làm mệt về chẳng hạn thì các bạn có thể dùng một hai chén rượu ngâm này uống, nó sẽ tăng cường sức khỏe này. Hai là các bạn dùng để hãm nước uống tươi, cái này cũng rất là tốt. Cái củ tươi này thì các bạn có thể bảo quản bằng cách là để trong để ngoài thì được một thời gian thôi, nhưng các bạn có thể để vào trong ngăn đá tủ lạnh hoặc là ngăn mát tủ lạnh thì được một thời gian ngắn. Cách nữa là các bạn có thể phơi khô lên, thái nát nó ra. Các bạn thái nát ra xong các bạn phơi khô đi thì có thể là bảo quản được, và khi dùng thì chúng ta chỉ cho vào sắc nước uống thôi là cũng rất là mát và bổ. Cái cát sâm ấy thì có cái tác dụng là chính là nó là một cái vị thuốc bổ mát, thường là dùng trong những trường hợp suy nhược, ho, sốt, khát nước, nhức đầu, điều kiện khó khăn. Có thể dùng độc với vị cát sâm này hoặc là phối hợp với nhiều vị khác nhau. Về cái cây cát sâm ấy thì chúng tôi sẽ đưa cái hình ảnh lên trên cái video này để các bạn xem về cái cây cát sâm. Cây cát sâm là nó là một cái loại cây nhỡ có những cành mọc tựa có rễ củ, lá kép, lông chim lẻ, có lá kèn, lá chét mọc đối, hoa thì dài từ 10 đến 25mm, đài hình ống, miệng loa rộng, cánh hoa màu đỏ hay hơi tím, vòi hình sợi, quả dẹt, hạt thì từ 1 đến 10 hạt, hình thấu kính và rốn rộng và ngắn. Về tác dụng của cái cát sâm này thì Việt Nam mình thì ít dùng hơn, nhưng mà đối với của Trung Quốc, các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây thì còn dùng làm thuốc chữa đau nhức, thấp khớp, đau lưng, viêm gan mãn tính và ho. Còn ở miền tại Việt Nam mình thì thường mà dùng là một vị thuốc bổ mát, thường dùng trong trường hợp suy nhược, ho, sốt, khát nước, nhức đầu, điều kiện khó khăn. Đấy, thì riêng Trung Quốc là người ta lại dùng để chữa các cái bệnh như là đau nhức thấp khớp, đau lưng, viêm gan mãn tính, ho. Đấy. Vì vậy nên chúng ta cũng học tập kinh nghiệm của nước bạn đưa các cái tác dụng này vào. Và ngày dùng thì thường từ 40 đến 80 gram dưới dạng thuốc sắc. Có thể dùng độc vị này hoặc là kết hợp với những vị khác. Một số cái đơn thuốc dùng trong nhân dân
thuốc bổ thường cho những người yếu, ho sốt khát nước là cát sâm 12g, mạch môn 12g, thiên môn 8g, vỏ rễ dâu 8g và nước là 600ml, sắt còn 300ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Thuốc chữa sốt khát nước: cát sâm 12g, cát căn 12g, cam thảo 4g, nước 600ml, sắt còn 300 chia 3 lần uống trong ngày. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái cách nữa chúng ta rất hay dùng, đó là cái cát sâm này thông thường thì dùng làm thuốc thì hoặc là dùng để uống nước thì dùng tươi hoặc là khô, thông thường thì làm khô. Còn một cách nữa, đó là hôm nay tôi xin giới thiệu, đó là cách ngâm rượu. Cát sâm ngâm rượu này rất đơn giản thôi, các bạn có thể dùng cả cái củ cát sâm này, các bạn để nguyên củ này cho vừa bình thôi. Đấy, thì các bạn có thể xếp dọc cái củ này cũng được, hoặc là các bạn có thể thái nát ra xếp vào trong bình. Thông thường thì ngâm 1 lít rượu, ngâm từ 2 đến 3 một, xin lỗi các bạn, là 1kg cát sâm này thì ngâm từ 2 đến 3 lít rượu. Thông thường thì như chúng tôi thì cứ xếp đến đây thì xếp bình rượu đây, xếp bình rượu đến đây thì ta đổ ngập rượu đây là được, và ngâm trong thời gian khoảng độ 3 tháng. Các bác thái lát ra thì các bác sẽ được ngâm được nhanh hơn, hoặc các bác có thể là dùng cái loại khô để các bác ngâm cũng được. Theo như chúng tôi thì các bác tiện gần thì các bác dùng tươi, nếu như ở xa thì vận chuyển được, khó vận chuyển thì ta dùng khô. Các bác có nhu cầu sử dụng cái cát sâm này xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là đang hiện trên màn hình của các bác, 0932340345. Cảm ơn các bác đã xem video của chúng tôi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bác. Xin chào.